Em xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu một cái sản phẩm mà hot nhất trong những cái tháng vừa rồi đây của em. Bên em đó là một cái dòng loa karaoke di động anh em nhé. Dòng loa karaoke di động BHZ và một cái dòng loa rất là hay. Một cái loa này và hai cái tai mic không dây anh em nhé. Đây em mới lấy ra một cái thôi. Đấy, rất là đẹp. Và cái loa này rất là xịn sò anh em nhé. Cái dòng này hát karaoke di động hơi bị hay luôn. Và anh em có thể bỏ xe rất là gọn gàng, tiện lợi. Và đặc biệt là nó hát rất hay. Và cái phần hiệu chỉnh này thì có cả echo, revert các kiểu. Và có bluetooth, có cả cổng HDMI, có cả cổng quang giải mã để anh em cắm từ TV xuống anh em nhé. Và cái bình này, cái loa này nó tích được điện rất là lâu. Anh em hát có thể 8 tiếng có thể hơn. Và đặc biệt là chất âm nó rất hay. Cái dòng này là những cái tháng vừa rồi đây là em bán rất là chạy anh em nhé. Nó có hai màu, một là màu nâu, hai là màu đen. Và cái thùng này nó bọc da rất là xịn sò anh em nhé. Đấy, để quay sát anh em xem. Thùng này được bọc da rất là xịn sò luôn. Đấy, và cái dòng này thì em bán rất chạy. Đấy, em giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Và sau đây em sẽ test một đoạn chất âm anh em nghe thử nhé. Thank you.
rồi anh sẽ về. Hòa lòng chúng mình mong nhớ mình về bên nhau tình xanh ngút trời. Anh sẽ yêu em đến trọn đời. Cuộc tình đầu tiên sẽ là mãi mãi. Ta sẽ bên nhau xây một ngàn đời. Tình yêu cao đẹp tuyệt vời. Nụ cười còn thắm thắm trên môi. Ta sẽ bên nhau xây một ngàn đời. Tình yêu cao đẹp tuyệt vời. Nụ cười còn thắm trên. Một con loa rất là vừa túi tiền. Và anh em, nhất là anh em những cái nhà xe đi hay đi du lịch ấy, thì anh em nên sắm một con. Con này rất là tiện lợi, anh em bỏ xe rất là gọn gàng và hát rất là hay. Anh em có thể phục vụ quý khách hát khi đi du lịch rất là tốt. Bởi vì cái dòng này ở đây em bán cái xe du lịch rất là nhiều. Và kể cả anh em cắm tivi ở nhà hát cũng hay luôn. Anh em đi chơi bãi biển hay là đi picnic du lịch đi chơi mang theo rất là tiện lợi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại nhá, 0974 086 286. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.